Bạn đang kinh doanh hàng Hàn Quốc và bạn quan tâm đến điều gì? Giá cả, lợi nhuận hay giá trị sản phẩm bạn đem lại cho khách hàng? Khi sản phẩm đem lại giá trị và sự hiệu quả thì khách hàng sẽ trả công bạn xứng đáng. Trong hơn 15 năm nhập khẩu và phân phối hàng Hàn Quốc, chúng tôi luôn luôn cố gắng tìm kiếm những giải pháp cho tất cả những vấn đề đó. Dodambot CM được ra đời từ sự nghiên cứu chuyên sâu của nhóm các chuyên gia Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu rừng tỉnh Kiêng Sang Búc Tô, là dòng sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe, là sự kết tinh của khoa học công nghệ và tâm huyết của những con người mong muốn cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. Bạn nhận được gì khi mà phân phối các sản phẩm của Dodambot CM? Sản phẩm được đảm bảo nguồn gốc 100% đầy đủ hóa đơn, giấy tờ, được sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ Hàn Quốc để tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm ngay tại cửa hàng của bạn, tặng vàng với đơn hàng chỉ từ trên 30 triệu, thưởng doanh số theo quý, năm, thậm chí trên từng đơn hàng, từng sản phẩm đều có quà tặng kèm. Và còn gì nữa, dành tặng 5 suất nhận vàng và trở thành nhà phân phối ngay trong hôm nay. Liên hệ ngay để đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ bạn.